Chơi game lái drone trở thành nghề nghiệp tại Trung Quốc, VN Express số hóa, Bộ nhân lực và an sinh xã hội, Tổng cục giám sát thị trường và Cục thống kê của Trung Quốc vừa công bố 13 chức danh công việc mới tại nước này, lần cuối cùng các cơ quan làm điều tương tự là hơn 4 năm trước. Cụ thể, các nghề nghiệp vừa bổ sung có kỹ sư về chuyên ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, AI, Internet of Things, IoT, dữ liệu lớn, Big Data, điện toán đám mây, bên cạnh đó, chơi thể thao điện tử, eSports Điều khiển máy bay không người lái, drone, quản lý nông nghiệp, vận hành và bảo trì hệ thống robot công nghiệp là những nghề mới được công nhận. Trong 13 nghề mới, đa số liên quan đến công nghệ, theo đại diện chính phủ Trung Quốc, điều này phản ánh sự đổi mới trước bối cảnh đất nước ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và các ngành công nghiệp liên quan đến công nghệ. Báo cáo của chính phủ Trung Quốc cho biết, quy mô của ngành thể thao điện tử nước này đã vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ trong 2018, tổng số người chơi vượt quá 400 triệu. Nhiều tổ chức bỏ khá nhiều tiền cho mảng này. Tháng 11 năm ngoái, đội Invictus Gaming, IG đã giành chức vô địch thế giới đầu tiên sau 8 năm chờ đợi cho trò chơi Liên Minh Huyền Thoại, LOL sau khi đánh bại đại diện châu Âu Fnatic ở Hàn Quốc. Lượng người điều khiển máy bay không người lái cũng phát triển mạnh những năm qua. Tuy nhiên, Trung Quốc mới chỉ cấp tổng cộng 27.000 chứng chỉ trong 2018 thấp hơn nhiều so với nhu cầu thị trường. Theo dự đoán, nước này có thể có khoảng 400.000 người tham gia điều khiển drone vào năm 2020 bảo lâm theo znet